chào mọi người. Hôm nay mình đang đi Suối Tiên chơi vườn cút cá sấu. Giật mất đấy con. Đi này, rồi cầm chứ. Đi. Ăn đi, không ăn à? Úi trời ơi. Trời ơi. Cậu cá sấu vui ghê. Cá đầy luôn. Ôi giời, nhiều cá sấu ghê ta. Còn cá sấu bự không ha. Trời ơi, bự ghê. Ừ, con này bị thương rồi, cắn nhau gì rồi. Ghê lắm. Ghê lắm. Cá sấu kìa. Cá sấu to đấy. Có cần câu bớt ngoài rồi kìa. Lôi đi luôn. Ôi, tìm cầu cá, cầu cá sấu. Ôi sợ. Hãy
Ôi câu con mày làm thịt rồi. Ô rớt rồi. Kỳ vậy ta. Sợ quá hả? Cần nó tuột rồi. Cột này. Còn nếu khỏi lớn như thế. Hạ xuống đây nè, hạ xuống cái cây nè. Ừ, ngồi đó. Con câu chưa câu được lụp mất rồi. Con lụp rồi. Thôi. Thôi. Anh trai câu cá sấu hả? Wow, cỡ quá. Ui ghê à. Ôi trời. Ôi trời, con cá rồi. Hết rồi, ngập luôn rồi. Ôi con cá bự không á. Ôi người kia kìa. Ủa cá. Mình cầm câu cá. Ừ. Ôi, cấu vô cho. Được rồi. Ô, anh mất mồi rồi nha. Anh mất mồi rồi. Rồi, thôi. Hết rồi. Hết rồi nè, ô, hết rồi. Thôi. Đi. 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 Trời ơi. Anh mua nhiều viết. Rồi. Ô trời ơi, đớp rồi. Hợp rồi. Con cá sấu rồi. Con cá sấu to luôn á. Con to quá. Con luôn á. Rồi, được rồi. Trời chết rồi, giật rồi. To. Ô đớp rồi. Ôi già đâu rồi. Ôi trời. Miếng nhỏ có ai nha, không ăn được. Con câu
Câu cá gì? Đâu rồi? Ờ anh nhờ. Ô anh không được, bột chặt quá. À. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.